Trong livestream này Liên sẽ trình bày cái đề tài tên là tôn thờ con người là lạc hậu, tôn thờ lẽ phải mới là văn minh. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày thứ bảy 6 tháng 4 giờ Việt Nam. Có ai thấy Liên không? Ai thấy tiên thì Liên xin hãy lên tiếng ha. Có ai tham gia không? Ok, có 9 người tham gia rồi, mừng quá. Trời ơi, cứ mỗi lần mà Liên livestream là Liên hồi hộp lắm. Không biết là Facebook họ sẽ làm cái trò trống gì đây. Cái livestream có một lần Liên livestream mà không có ai thấy hết trơn. Rồi có một lần lần vừa rồi á, thì Liên livestream là Facebook họ cắt từng đoạn một. Tới hồi Liên nghe lại cái livestream của Liên không hiểu cái gì luôn. Cho nên là rất cảm ơn quý vị theo dõi, và quý vị nào theo dõi thì hãy thâu hình ngay lập tức đi, không thì nhiều khi là livestream xong là nó biến mất ngay lập tức luôn. Lúc này là Liên đang là tâm điểm của bị tấn công. Thì cái câu chuyện là cái chuyện mà cái ông Nguyễn Hữu Linh là đảng viên, là cựu quan chức của Viện Kiểm sát, các quý vị, là cái nơi mà là cái ngành vô cùng quan trọng, mà lại đi sàm sỡ với một con bé, hung một con bé trong thang máy, và nói là cái đó là bình thường. Dạ xin thưa với quý vị, đó là dâm ô, đó là tội phạm hình sự. Và nếu mà ông này không bị truy tố thì đó là một cái trò bôi nhọ chính quyền vô cùng khủng khiếp. Chính hành động không truy tố ông Nguyễn Hữu Linh mới là bôi nhọ chính quyền, chứ không phải là lời nói của người dân. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy giơ tay. Xin hãy lên tiếng, đúng không ạ? Hôn con nít ngoài đường, dù là con gái hay con trai, hôn con nít hay hôn người lớn mà không có sự đồng ý của người đó, không xin phép người đó là sai trái. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy lên tiếng. Và cái điều Liên kêu gọi mọi người là hãy bảo vệ lấy con mình bằng cách là dạy cho con mình là không ai có quyền đụng tới con. Dù là ông, là bà, là cô, là chú, là cậu, là dì, là cha, là mẹ, là anh, là chị, mà không có sự đồng ý của con thì đó là sai trái. Và tất cả chúng ta cần phải học cách văn minh đi. Chúng ta cần phải phát triển đi. Muốn đụng tới người ai thì phải xin phép người ta trước. Không xin phép là lạc hậu, là sai trái, là xâm phạm, không có ngoại lệ. Vậy thì một người mà hung vô mặt con nít mà không xin phép trước là sai. Thì người đó có là một người lạ, một người đó có là ăn mày, người đó có là đảng viên, người đó có là cha, là mẹ, là tổng thống, là lãnh tụ, là chủ tịch, đều sai. Chứ không phải là người bình thường hung thì sai, mà lãnh tụ hung thì đúng. Chúng ta cần phải hiểu điều đó. Chúng ta không có tôn thờ ai tới cái mức mà một khi đã tôn thờ thì họ làm gì cũng đúng. Một hành động mà nếu cái ông Nguyễn Hữu Linh hung được gọi là sai thì Hồ Chí Minh hung cũng sai. Tôi không có ngồi đây để nói Hồ Chí Minh là người tốt hay người xấu. Ai cũng có cái tốt cái xấu riêng. Ai cũng có điểm tốt điểm xấu riêng, và ai cũng có công và ai cũng có tội. Và tôi không có quyền phán xét Hồ Chí Minh, tại vì đó là một nhân vật lịch sử. Đó là một người đã từng là chủ tịch của nước Việt Nam này, một người đã hàng triệu con người tôn thờ, và tôi không có quyền không có quyền phán xét người đó. Tôi không có quyền vô lễ với Hồ Chí Minh. Và khi nhưng cái chuyện mà Hồ Chí Minh đã hung con gái trong quá khứ là chuyện có thật, và những cái hình ở trên mạng đó, hình đó có thật hay không tôi không biết, nhưng những cái hình mà Hồ Chí Minh hung con gái ở Việt Nam, những đứa trẻ gái ở Việt Nam, là đã từng có quay phim, đã từng được ca ngợi. Còn cái những cái hình mà tôi để trên fanpage của tôi thì tôi đề nghị quan chức, các cơ quan chính phủ hãy lên tiếng xác minh với người dân là những cái hình này là hình sai trái. Hãy lên tiếng là phải chứng minh cho người dân thấy những cái hình mà Hồ Chí Minh hung con gái ở châu Âu ở trên cầu thang, Hồ Chí Minh hung con gái ở trong phòng hội nghị ở Indonesia, hình Hồ Chí Minh hung con gái ở nước ngoài, và những cái bài báo ở nước ngoài đó, tôi cần ủy ban, tôi cần Sở Văn hóa Thông tin phải chứng minh cho người dân thấy đó là những cái hình ghép chứ không phải hình thật, để cho người dân không có bị hoang mang. Còn nếu đó là hình thật
thì phải công nhận đó là hành động sai trái. Hành động đó không được gọi là đúng và chưa bao giờ được gọi là đúng. Và tôi không có ngồi đây để nói xấu Hồ Chí Minh. Tôi chỉ ngồi đây để kêu gọi mọi chính quyền hãy bảo vệ hình ảnh của Hồ Chí Minh bằng cách là chứng minh cho người dân thấy những cái hình trên mạng đó là hình ghép, là hình sai. Nếu không thì người dân sẽ tin đó là sự thật. Và khi người ta dân tin đó là sự thật thì người ta thấy rõ ràng đó là hành động sai trái. Không thể nói đó là hành động đúng được. Và những còn cái chuyện mà đừng có quy chụp là tôi nói xấu Hồ Chí Minh, tôi không hề làm cái việc đó. Và cái chuyện như vậy quý vị, thế nào là nói xấu? Nói xấu nghĩa là người ta không có làm việc xấu đó mà mình nói người ta làm là nói xấu. Nhưng nếu người ta đã làm mà mình nói, cái đó không phải là nói xấu, cái đó là nói sự thật. Chúng ta cần phải tôn trọng sự thật chứ không có tôn trọng quyền lực. Một hành động là sai thì ai làm cũng sai. Một hành động đúng thì ai làm cũng đúng. Và con người ta quý vị, con người thì ông bà mình có câu là sông có khúc, người có lúc. Thì con người mình cũng sẽ có lúc sai lúc đúng, lúc yếu lúc mạnh, lúc khỏe lúc sướng, đúng không quý vị? Và tất cả chúng ta hễ là người thì chắc chắn đã từng làm sai và chắc chắn đã từng làm đúng. Giữa người tốt và người xấu, người tốt và người xấu có điểm giống nhau là gì? Là tất cả chúng ta đều đã từng làm đúng và đã từng làm sai. Và cái sự khác biệt giữa người tốt và người xấu là gì? Là cái người tốt là cái tỷ lệ việc xấu tốt mà mình làm thôi. Người tốt là làm nhiều việc tốt hơn và cái việc tốt mình làm nó mang tính độ lớn, nó nhiều hơn và nó nghiêm trọng hơn. Còn người xấu là người làm nhiều việc xấu hơn và ít việc tốt hơn, và cái độ nghiêm trọng của việc xấu nó nhiều hơn, nó nghiêm trọng hơn. Cho nên rất nhiều người khuyên mình là hãy dẹp mấy cái hình của Hồ Chí Minh ở trên fanpage của mình đi. Mình nói không có việc gì phải dẹp. Ai chứng minh được giùm tôi cái hình đó nó sai thì tôi sẽ cảm ơn. Và ai chứng minh được cái hình đó đúng tôi cũng cảm ơn, vì chứng minh là hành động khoa học. Và nếu vì việc này mà tôi sẽ bị côn đồ đánh thì chịu thôi. Và nếu vì việc này tôi bị nhà nước bỏ tù thì chịu thôi. Và nếu vì việc này tôi bị nhà nước ám sát thì chịu thôi. Nếu Trần Thị Ái Liên này mà biết lùi bước trước sự thật, Trần Thị Ái Liên này mà biết sợ hãi sự đe dọa thì tôi không phải là Trần Thị Ái Liên quý vị. Nếu như tôi sợ tới mức mà tôi không dám làm thì tôi đã không về Việt Nam. Nếu như tôi vì sợ mà tôi không dám làm thì tôi không phải là Trần Thị Ái Liên. Tôi rất sợ và mấy ngày nay tôi rất sợ. Nhưng sợ thì sợ, làm thì làm, đó mới là người can đảm. Nếu không có sợ thì không có gọi là can đảm. There is no fear. If there is no fear, there is no courage. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu không có sự sợ hãi thì không có sự can đảm. Can đảm nghĩa là sợ mà vẫn làm. Người có trí tuệ cảm xúc không phải là người không biết sợ. Người có trí tuệ cảm xúc không phải là người không biết buồn. Người có trí tuệ cảm xúc không phải là người không biết giận. Người có trí tuệ cảm xúc là người giận, rất giận, nhưng không làm bậy, không đánh, không chửi, không tàn sát người khác vì mình giận. Đó mới gọi là trí tuệ cảm xúc. Người có trí tuệ cảm xúc là người rất sợ, nhưng càng sợ, nhưng biết làm việc đúng thì phải làm. Đó mới gọi là trí tuệ cảm xúc. Đây chính xác là cái lý do tại sao mà gần đây Liên làm lớp trí tuệ cảm xúc rất thường xuyên. Tại vì người Việt mình không hiểu được rằng sợ không là lý do chính đáng để lùi bước, giận không bao giờ là lý do chính đáng để nổi, để mà tàn ác với người khác. Phải hiểu được điều đó. Và người Việt mình phải hiểu được rằng chỉ có hành động sai chứ không có con người xấu. Một người dù xấu hay tốt cũng từng làm việc đúng và sai. Và chúng ta phải tôn trọng lẽ phải chứ không có tôn trọng lãnh tụ hay con người hay là bất cứ một nhân vật lịch sử nào. Hành động nào tốt mình nói tốt, hành động nào sai mình nói sai. Và cái người đó mình tôn trọng, mình vẫn tôn trọng, mình tôn thờ, mình vẫn tôn thờ. Nhưng mà càng tôn thờ thì càng phải coi trọng sự thật. Không có cái việc mà nói là hung con gái thì cái ông Nguyễn Hữu Linh hung thì sai mà Hồ Chí Minh hung thì đúng. Tôi chỉ mong là chính phủ hãy chứng minh những cái hình trên mạng đó là hình ghép, để người dân không có bị cãi vã chửi rủa lẫn nhau nữa. Tôi chỉ mong chính phủ hãy chứng minh được những cái hình đó là hình ghép, để người dân vẫn còn có thể tin tưởng được một vị lãnh tụ mà họ đang tôn thờ. Và sự thật phải được chứng minh chứ không có được mà chửi rủa lẫn nhau như vậy. Tôi có quyền hỏi câu hỏi. There is no stupid question. Câu hỏi không bao giờ là ngu. Chỉ có tránh né không trả lời mới là ngu. Một người khôn ngoan thì phải quý báu những câu hỏi. Những cha mẹ đã từng
tham gia chương trình của Liên xin nhớ cái câu này. Món quà lớn nhất dành cho một đứa trẻ là một câu hỏi, chứ không bao giờ là câu trả lời. Vì sao? Vì câu hỏi nó giúp cho đứa bé suy tư, nó giúp cho đứa bé động não. Và vì nó suy tư, nó động não, nó mới có cái khả năng suy luận, nó mới phát triển não, nó mới thành người có tư duy độc lập, nó mới không dễ bị lừa, nó mới không dễ bị nhồi sọ, nó mới không dễ bị tẩy não. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy lên tiếng ạ. Đây có thể là cái livestream cuối cùng, đây có thể là lần cuối cùng quý vị gặp Liên, đây có thể là lần cuối cùng Ái Liên này xuất hiện. Tôi có thể bước ra khỏi đây là bị tạt axit, tôi có thể bước ra khỏi đây là bị đâm, tôi có thể bước ra khỏi đây là bị chém. Không sao, tôi chẳng có gì để mất. Tôi không chồng, không con, không tài sản, chẳng có gì để mất. Nhưng đe dọa tôi thì không bao giờ được. Tôi không bao giờ lùi bước vì sự đe dọa. Mà có đánh sập cái trang Trần Thị Ái Liên, chẳng sao, tôi lập trang mới. Và quý vị đánh sập được một trang Trần Thị Ái Liên, quý vị có đánh sập được hàng triệu trang của những con người Việt Nam tôn trọng sự thật hay không? Tôi là anh hùng cô đơn, tôi không là lãnh tụ của ai cả, tôi không là một người đứng đầu của một tổ chức nào cả, cho nên đánh sập trang của tôi cũng chẳng ích lợi gì đâu. Mà muốn làm thì cứ làm, cứ làm. Tôi chấp nhận tất cả, vì trước khi tôi về Việt Nam tôi đã biết cái giá tôi phải trả là gì rồi, và tôi luôn luôn chuẩn bị tinh thần với điều đó rồi. Nhưng nếu chỉ vì tôi đưa ra sự thật mà giết tôi thì đó là cái chứng minh rất hùng hồn để thấy cái sự tàn bạo và ngu xuẩn của những người giết tôi. Người Việt Nam bây giờ khôn rồi, không có ngu như hồi xưa đâu. Và tôi tin là chính phủ hiểu được điều đó, và tôi tin là những quan chức trong chính phủ bây giờ cũng khôn hơn hồi xưa nhiều rồi. Những người thời kỳ đầu họ đi kháng chiến là ai? Là những người ít học, là những người trong rừng. Nhưng những người bây giờ ở trong chính phủ là ai? Là những người có học, những người đi du học, những người có bằng cấp là giáo sư tiến sĩ. Họ đương nhiên phải khác ngày xưa. Quý vị đừng sợ hãi, đừng để cho nỗi sợ quá khứ ám ảnh hiện tại. Chúng ta cần xây dựng tương lai từ đây, xây dựng trên nền tảng của sự thật, chứ không xây dựng trên nền tảng của sợ hãi. Tôi luôn luôn sẵn sàng để đối diện, đối thoại với bất kỳ ai muốn đối thoại. Và ai muốn chửi tôi cứ tự nhiên chửi, tôi không cản trở. Quý vị lên fanpage Trần Thị Ái Liên, trong cái post mà cái hình Hồ Chí Minh hung con gái ở trên cầu thang, hung con gái trong phòng hội nghị, quý vị coi 3.300 cái comment chửi rủa tôi. Không sao, đó là quyền của họ. Vấn đề chính là những người mà đồng ý với Trần Thị Ái Liên này đừng vì vậy mà sợ hãi. Chúng ta là những ngôi sao cô đơn trong bầu trời đen tối này. Ông bà ta có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bây giờ câu hỏi đặt ra là quý vị chọn làm mực hay chọn làm đèn? Quý vị chọn làm người bị nhiễm hay quý vị chọn làm người tỏa sáng cho người khác nhiễm? Đó là quyền của mình, đó là can đảm của mình, đó là ý chí của mình. Và vì cái chuyện này mà tôi mất 1.000 follow trên fanpage của tôi, có sao đâu. Tôi không làm việc này để được nhiều follow, tôi không làm việc này để được nổi tiếng. Tôi làm việc này vì hạnh phúc của những đứa trẻ trong gia đình của quý vị, vì tương lai của tất cả chúng ta, vì tương lai của cái dân tộc này. Nếu chúng ta cứ sợ hãi cường quyền, chúng ta cứ sợ hãi lãnh tụ, chúng ta cứ sợ hãi quan chức, chúng ta không bao giờ phát triển được. Sự phát triển chỉ tới từng sự can đảm của từng con người làm đúng cái việc mình cho là đúng, không cần phải làm việc vĩ đại. Một sự vĩ đại nó tới từ những chuyện nho nhỏ đó quý vị. Một sự vĩ đại của một quốc gia nó tới từ sự vĩ đại của từng con người trong từng hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Một người mà quét cái đường, mà quét thật sạch, đó là vĩ đại. Chứ không phải đi tranh đấu cho chính quyền mới là vĩ đại. Một người biết lễ phép với cha mẹ, biết nhường nhịn anh chị em, đó là vĩ đại. Chứ không phải đi chết cho chính quyền mới là vĩ đại. Một người nấu một nồi cơm cho con, cho chồng, với tất cả tình yêu thương và tấm lòng, đó mới là vĩ đại. Một đứa trẻ đọc một quyển sách với cái tinh thần yêu mến khoa học, yêu mến kiến thức, chứ không phải vì sợ mẹ đánh, chứ không phải vì sợ cô la, đó là vĩ đại. Chứ không cần phải đi ở tù, phải đi đốt xăng như Lê Văn Tám mới là vĩ đại. Vĩ đại là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng những giá trị nhân bản. Vĩ đại là dám làm cái việc mà mình cho là đúng, và không cấm người khác phải đúng như mình, không bắt buộc người khác phải làm như mình. Nếu quý vị tôn thờ Hồ Chí Minh, tôi hoàn toàn tôn trọng.
Tôi không bao giờ dám đụng tới cái người mà quý vị tôn trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị có quyền lấp liếm những cái việc người đó làm sai. Nếu quý vị đã yêu ai, đừng bắt người ta yêu người ta theo mình. Quý vị ghét ai cũng không được bắt người ta ghét theo mình. Tôi có quyền yêu bất cứ người nào và tôi có quyền ghét bất cứ người nào, và quý vị cũng vậy. Hãy có thái độ rất mạnh mẽ và can đảm như vậy. Từng con người vĩ đại nghĩa là hãy sống đúng với những cái giá trị mà chính chúng ta tôn thờ, chứ không sống với những cái con người mà chúng ta tôn thờ. Vì hễ là người thì chắc chắn có lúc làm đúng và chắc chắn có lúc làm sai. Hễ là người thì chắc chắn có lúc yếu mềm, có lúc mạnh mẽ. Hễ là người thì chắc chắn có lúc ngã gục nhưng cũng có lúc đứng lên. Quý vị có thể sống trong sợ hãi lâu rồi, nhưng bây giờ quý vị có thể quyết định bước ra khỏi sự sợ hãi đó, hoặc là quý vị quyết định là sợ thì sợ, làm vẫn làm. Đó mới gọi là can đảm. Tất cả những cái bạn mà comment chửi rủa trên fanpage của mình á, cứ tự nhiên mà tiếp tục chửi rủa, đó là quyền của các bạn. Và tôi không vì vậy mà hận thù hay ghét bỏ các bạn. Tôi không vì vậy mà chê bai các bạn. Tự do ngôn luận là nhân quyền căn bản. Cho nên các bạn có quyền chửi tôi nếu như các bạn không thích cái việc tôi làm. Nhưng tôi có quyền tự bảo vệ mình, và những cái lời bạn chửi rủa không ảnh hưởng được tới tôi đâu. Không làm cho Ái Liên này gục ngã đâu. Không làm cho Ái Liên này lùi bước đâu. Và ai muốn đánh sập cái trang fanpage Trần Thị Ái Liên, cứ đánh sập, tôi sẽ lập trang khác, chẳng sao cả. Và một trang của Trần Thị Ái Liên sập sẽ hàng triệu khác trang khác nó sẽ hiện lên. Không thể nào bịt miệng được toàn dân Việt Nam. Và tôi chỉ cần chính phủ, tôi cần các cơ quan chức năng, tôi cần Bộ Văn hóa Thông tin, tôi cần Sở Văn hóa Thông tin, tôi cần Cục Văn hóa Thông tin hãy chính thức chứng minh cho người dân thấy những cái hình Hồ Chí Minh hung con gái trên cầu thang trong phòng hội nghị là hình giả, và chứng minh một cách rõ ràng, chứng minh một cách đầy thuyết phục, chứng minh bằng cách khoa học kìa. Chứ đừng có ngồi đó mà ngụy biện với người dân đó là bọn phản động. Chẳng có phản động nào cần phải làm cái chuyện đó cả. Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đủ để thấy là chính quyền không coi trọng sự thật, thiếu khả năng nói chứng minh bằng cách khoa học. Im lặng như vậy rồi chửi rủa là hành động của côn đồ hèn nhát, chứ không phải là hành động của quan chức hay một chính quyền tại vị. Và nếu những hình đó là thật thì chúng ta phải công nhận hành động đó là sai. Dù bác có vĩ đại cỡ nào thì hung con gái không có sự đồng ý của đứa trẻ đó là sai, ai làm cũng sai. Và cái thằng Nguyễn Hữu Linh đó cần phải bị trừng trị, cần phải bị truy tố hình sự để làm gương cho tất cả những quan chức mà ỷ có quyền rồi hà hiếp người dân. Tôn thờ một con người là lạc hậu quý vị. Những ai đã tham gia chương trình Kỷ luật không nước mắt của Liên còn nhớ không? Cái đạo khổng á quý vị, cái đạo khổng á, nó có câu là gì? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nghĩa là vua giết, mình cũng phải chết. Mình không chết, mình là bất trung, mình là phản bội. Còn cha chết, giết mình cũng phải chết. Mình không chết là mình là bất hiếu. Đó là lập luận ngu xuẩn. Một thằng vua mà giết tôi là thằng khốn nạn, không được gọi là vua. Một thằng cha mà giết con vô lý là thằng khốn nạn, không được gọi là cha. Lập luận đó tại sao ngày xưa người ta nghe? Vì hồi xưa người ta chưa có tiến hóa cho nên người ta mới thấy hay. Bây giờ mà còn ca ngợi chuyện đó thì quá ngu xuẩn. Con người đã tiến hóa rất xa rồi quý vị. Không có vua nào có quyền giết người tôi cả, và không có cha nào có quyền ép buộc con cả. Ai trong quý vị đồng ý xin hãy lên tiếng. Không đồng ý cũng cứ lên tiếng. Quý vị có quyền lên tiếng và quý vị có quyền có quan điểm khác với Liên. Đó là nhân quyền căn bản. Quan điểm khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta có quyền tự bảo vệ. Chúng ta có quyền dạy con mình tự bảo vệ. Hãy tự bảo vệ lấy mình. Đừng để những cái tư tưởng nó ràng buộc mình tới cái mức ngu xuẩn. Đừng để sự sợ hãi nó ngăn cản mình tới cái mức hèn kém. Đừng để sự giận dữ nó làm mình biến thành một cái người không biết lẽ phải là gì.
Đây chính xác là cái lý do tại sao mà gần đây Liên cứ làm cái chương trình trí tuệ cảm xúc hoài, mà Liên không làm những cái chương trình như là kỷ luật không nước mắt, hay cha mẹ am hiểu, hay cha mẹ hồn nhiên, hay cha mẹ đồng hành. Là vì người Việt mình hay đánh đồng những cái giá trị với nhau, hay nghĩ rằng cái người giận là xấu, sợ là xấu, buồn là xấu. Giận, sợ, buồn không có gì là xấu cả, nhưng cái xấu ở chỗ là giận lên là tàn bạo với người khác, cái hành động tàn bạo đó mới xấu, chứ còn cái cơn giận nó không có xấu. Sợ không có gì là xấu cả, nhưng mà sợ rồi không làm thì cái việc không làm đó là hèn kém, chứ còn sợ nó không có gì là xấu. Buồn lại càng không có gì là xấu, nhưng mà buồn tới mức mà nhậu nhẹt, tới mức mà ma túy, tới mức mà nằm dài không chịu làm những việc trách nhiệm của mình, thì cái việc mà ma túy và nhậu nhẹt đó mới xấu, chứ cơn buồn nó không có gì là xấu. Quý vị hãy cho phép con quý vị được nghe sự thật, được sống với sự thật và sống với tình cảm thật của mình. Nó thương ai đó là quyền của nó, và nó ghét ai đó là quyền của nó. Chúng ta phải hiểu được rằng đã tới lúc chúng ta cần phải vượt ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của sự ngu xuẩn. Và chính quyền bây giờ có rất nhiều người không ngu xuẩn như ngày xưa, và Liên tin vào điều đó quý vị. Quan chức ở đâu cũng vậy quý vị, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Bất cứ một chính quyền nào cũng đều có quan chức xấu và quan chức tốt. Và Liên tin rằng chính quyền Việt Nam còn có quan chức tốt. Liên tin vào điều đó quý vị, hãy cố gắng tin vào điều đó. Mặc dù cái số quan chức xấu quá nhiều, nhưng vẫn còn quan chức tốt. Và điều đó làm cho Liên còn có hy vọng là Liên có thể sống còn trong những ngày tiếp theo đây. Nhưng mà nếu không sống còn thì thôi. Nếu tôi hành động vì sợ đe dọa thì tôi không phải là Trần Thị Ái Liên, thưa quý vị. Tôi kêu gọi quý vị hãy hiểu được rằng if there is no fear, there is no courage. Tức là nếu không có sự sợ hãi thì không có lòng can đảm. Có sợ mà vẫn làm, đó mới gọi là can đảm. Một hành động hung con gái là sai thì Hồ Chí Minh hung cũng sai, chứ không phải là người Hồ Chí Minh hung là đúng. Nhưng mà chính quyền hãy chứng minh được là những cái hình đó sai, để cho người dân củng cố được niềm tin với lãnh tụ. Đó là trách nhiệm của chính quyền. Phải cái việc mà tôn thờ ông, tôn thờ bà, tôn thờ cha mẹ tới cái mức mà hồi Liên còn nhỏ quý vị. Hồi Liên còn nhỏ đó, cứ mỗi lần mà mình nói mẹ ơi con giận mẹ quá là mẹ Liên nói là con nít không được giận mẹ, như vậy là hổn. Cái thời đó nó qua rồi quý vị. Nó qua rồi. Cái thời bây giờ chúng ta phải hiểu được rằng giận là cái chuyện tự nhiên. Con nít nó có quyền giận bất kỳ ai, nó có quyền thương bất kỳ ai, nó có quyền ghét bất kỳ ai, và quý vị cũng vậy. Nếu mà quý vị yêu Bác Hồ, Liên hoàn toàn tôn trọng, đó là quyền của quý vị. Nếu quý vị ghét Hồ Chí Minh, đó cũng là quyền của quý vị, không việc gì phải sợ hãi và giấu giếm điều này. Một con người hễ có người thương thì chắc chắn có người ghét, đó là sự thật, không thể chối cãi được. Lê Thị Hồng Thu nói là em thấy văn hóa Việt cho rằng yêu con cháu nên hung con cháu là bình thường. Thật ra văn hóa Việt còn có cái chuyện là yêu con cháu cho nên vạch chim ra coi cũng là bình thường. Chứ không riêng gì hung đâu. Vấn đề chính là cái văn hóa đúng hay sai. Quý vị thử hỏi những đứa con nít quanh mình thử coi, nó có thích được người lớn hung không? Hay nó có thích được người lớn vạch chim ra không? Hay là mỗi lần người lớn đụng tới nó vô cùng khó chịu, nó vô cùng bực bội. Thì cái lúc đó mình mới hiểu được là cái việc mình làm đó theo văn hóa, thì cái văn hóa đó đúng hay sai. Bây giờ quý vị cứ thử làm như Liên nói đi. Mỗi lần quý vị muốn hung hay muốn đụng đứa con nít, quý vị hỏi cho cô đụng được không, con có quyền từ chối. Thử coi bao nhiêu lần nó đồng ý và bao nhiêu lần nó từ chối. Vì sao mà Liên nói một cách mạnh mẽ như vậy? Vì cả mười mấy năm nay, cả hai mươi, cả mười mấy năm nay, mười mấy năm nay, hồi xưa Liên cũng như quý vị, hồi xưa Liên cũng nghĩ hung con nít là bình thường, ôm con nít là bình thường. Nhưng mười mấy năm nay vì tôi học được những cái thông tin này, cho nên là trước khi tôi hung hay trước khi tôi đụng con nít, tôi luôn luôn xin phép. Và rất ít, và tôi nói cho quý vị nghe, 99.9% thời gian là nó từ chối. Mười mấy năm nay, bất cứ đứa con nít nào mà tôi gặp, tôi cũng hỏi cho cô ôm được không, nó từ chối, cho cô hung được không, nó từ chối. Ngay cả cháu của tôi trong nhà cũng vậy quý vị.
Vì con nít nó không thích người lớn hung nó đâu, con nít không thích nó đụng người lớn đụng nó đâu. Và những ai mà vạch chim con nít là đồ khốn nạn, đồ ấu dâm, đừng có lấy văn hóa ra và nguy biện cho mình. Quý vị biết có ở bên Mỹ nó có những cái câu chuyện rất là buồn cười như vậy, là có một hồi thì cũng là cái văn hóa Việt Nam mình như vậy. Cho nên là các cụ già vừa mới qua Mỹ đâu có biết văn hóa Mỹ, cũng chẳng có biết nền văn minh Mỹ, cũng chẳng có kiến thức tâm lý học. Cho nên họ cứ cư xử theo cái kiểu mà họ biết thôi. Thì họ gặp con nít ngoài đường, họ cứ lộ tuột quần ra, họ xem cu, xin lỗi xem chim. Thế là bị công an cầm tay ngay. À xin lỗi, bị cảnh sát Mỹ nó cầm tay ngay. Vì đó là một cái tội phạm hình sự rất nặng nề ở nước Mỹ, cầm tay bỏ tù và kêu án hình sự. Thì lúc đó luật sư mới cãi là đây là cái văn hóa của Việt Nam và họ vô tình. Thì rất may là nền tư pháp Mỹ là có những người quan chức, họ những quan tòa họ ăn học đàng hoàng, và cái bồi thẩm đoàn là những người Mỹ họ cũng văn minh, cho nên họ đồng ý, họ tha thứ. Nhưng mà sau đó là chính phủ Mỹ nó liên tục nó giáo dục cộng đồng, và nó đòi hỏi là nó mời, tức là chính phủ Mỹ bắt đầu, ngành tư pháp Mỹ bắt đầu là mời những cái người nó gọi là community leader, tức là những người mà lãnh đạo ở trong cộng đồng người Việt tới, là nói là quý vị hãy vui lòng giáo dục người Việt, là cái chuyện đó ở Mỹ là không được, là vi phạm pháp luật. Và từ đó về sau ai làm là nó bỏ tù luôn, không có ngụy biện được nữa. Đã dạy rồi, đã giáo dục rồi, đã thông báo rồi mà vẫn cứ làm thì đừng có ngụy biện về cái văn hóa của mình. Vậy thì bây giờ quý vị nói là văn hóa Việt Nam hung là bình thường ha? Vậy thì cái câu mà thương cho roi cho vọt nó cũng bình thường. Và đánh đau thì hệ con hệ, tức là cứ tha hồ mà tổn thương con nít hả? Cứ tha hồ mà, cái đó là cái chuyện mà người lớn bắt con nít phải chịu đựng họ đụng, phải chịu đựng họ bẹo, phải chịu đựng họ chọc ghẹo, phải chịu đựng họ đánh đập, là cái ngựa dựa trên cái nguyên lý mạnh được yếu thua, đó là nguyên lý của động vật chứ không phải là nguyên lý của con người. Động vật nó mới là mạnh được yếu thua, còn con người là phải biết là mạnh, phải biết nhường yếu. Và trong xã hội phải có công bằng, phải có lý lẽ, chứ không có được mạnh được yếu thua như vậy quý vị. Chúng ta phải can đảm sống với quan điểm của chính mình. Chúng ta phải có can đảm sống trong sợ hãi nhưng vẫn hành động đúng theo lương tâm và trí tuệ của chính mình. Chúng ta cần phải hiểu được rằng nhân quyền căn bản của một người lớn chẳng khác gì nhân quyền căn bản của một đứa trẻ. Không được hung, không được đụng, không được bẹo mà không xin phép trước. Và đứa trẻ có quyền từ chối, và cha mẹ càng phải từ chối để bảo vệ con mình. Và vì vậy cho nên tôi cần, để kết luận cái livestream này quý vị, tôi cần chính phủ, các cơ quan chức năng hãy lên trên mạng tìm những cái hình mà Hồ Chí Minh hung con gái ở trên cầu thang, hung con gái ở trong phòng hội nghị, hung con những cái đứa con nít mà ra cầm hoa tặng Hồ Chí Minh đó. Hãy chứng minh những cái hình đó là sai bằng phương pháp khoa học để người dân không bị hoang mang. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu đó hình đó là thật thì phải công nhận đó là hành động sai. Cũng giống như bác Hồ đã từng đồng ý rằng cái việc cải cách ruộng đất là sai, chính bác công nhận bác sai. Đâu phải là bác là không bao giờ công nhận mình sai đâu. Và bác đã xin lỗi người dân và khóc xin lỗi người dân mà. Cái chuyện Hồ Chí Minh đã từng công nhận ông ta sai là chuyện bình thường. Thế nên không có việc gì mà phải bịt miệng người dân cả. Và con người ta có tài giỏi cách mấy, có vĩ đại cách mấy, lâu lâu sai là chuyện cũng bình thường. Không, vì vậy cho nên một cái việc mà Hồ Chí Minh đã từng công nhận mình sai với cải cách ruộng đất, thì bây giờ chúng ta công nhận Hồ Chí Minh hung con gái sai thì cũng chẳng có gì là lớn chuyện. Đừng có sợ hãi như vậy. Hãy sống can đảm lên. Bao nhiêu việc tốt Hồ Chí Minh làm, chúng ta cần, nếu bạn cho đó là tốt thì cái việc sai nhỏ này không thể xóa mờ cái việc tốt của Hồ Chí Minh làm. Và nếu bạn cho việc đó là xấu thì đó là quyền của bạn. Chúng ta có quyền phán xét, chúng ta có quyền quan điểm khác biệt, chúng ta có quyền có cách phán xét khác nhau, chúng ta có quyền lựa chọn khác nhau. Hãy sống đúng
với những hệ giá trị mà mình gìn giữ. Hãy sống đúng với nhân cách của mình chọn lựa, hãy sống đúng với truyền thống của gia đình mình, với dân tộc mình. Đừng vì sợ hãi mà sống sai với sự thật. Sợ thì cứ sợ, làm thì vẫn làm. Đó mới là người can đảm. Và xin cảm ơn quý vị theo dõi cái livestream này. Liên xin dừng cái livestream này lại ở đây. Và xin thông báo rằng lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến tiếp theo là ngày 17, 18, 24, 25 tháng 4. Chúng ta sẽ gặp nhau trực tiếp trên mạng vào lúc 21 giờ giờ Việt Nam. Quý vị đăng ký trên trang nhà trầnthiailiên.vn. Thông báo thứ hai là các chương trình dã ngoại nhằm dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chương trình gia đình hồn nhiên đi dã ngoại, quý vị đăng ký lẹ không thì hết chỗ nha. Quý vị đăng ký ở trên, cũng đăng ký trên trang nhà trầnthiailiên.vn cho chương trình đi dã ngoại ở rừng Cúc Phương xuất phát từ Hà Nội. Liên xin nhắc lại ha, phụ huynh Hà Nội mong chờ chương trình gia đình hồn nhiên thì đây là cơ hội, xin hãy đăng ký ngay trên trầnthiailiên.vn. Bấm lên cái nút tìm hiểu chi tiết ngay ở dưới cái tên chương trình gia đình hồn nhiên ha. Kỳ này mình sẽ đi rừng Cúc Phương xuất phát từ Hà Nội ngày 27-28 tháng 4. Còn ở Sài Gòn có hai chuyến. Một chuyến là đi gia đình hồn nhiên ở sông, ở Cồn Tân Phong, Tiền Giang ngày 27-28 tháng 4. Và ở rừng Nam Cát Tiên Đồng Nai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thông báo tiếp theo là chương trình kỷ luật không nước mắt miễn phí ở Đà Nẵng ngày 20 tháng 4. Từ 8 rưỡi sáng tới 5 rưỡi chiều. Khách đăng ký miễn phí trên trầnthiailiên.vn hoặc kỷ luật không nước mắt.org. Và cha mẹ đồng hành là cái chương trình mà rất ít khi Liên làm. Nhưng bây giờ Liên làm ở Đà Nẵng cũng miễn phí. Cha mẹ đồng hành là chương trình dành cho phụ huynh có con chuẩn bị vào tuổi teen. Vì tuổi teen là cái tuổi khó khăn nhất của đời người quý vị. Và cái tuổi đó là cái tuổi mà không những khó khăn cho cha mẹ, còn khó khăn cho chính bản thân bé. Nó khó khăn cho những người xung quanh, khó khăn cho thầy cô giáo. Cho nên, và nhưng mà các em nó đang gặp rất nhiều khó khăn ở ngay cái tuổi vị thành niên. Cho nên những quý vị nào đã trông chờ chương trình cha mẹ đồng hành thì xin hãy bay tới Đà Nẵng mà tham gia. Vì chương trình miễn phí mà, cho nên quý vị đỡ phải tốn tiền học phí, thì quý vị hãy dùng cái tiền học phí để mà mua vé máy bay ha. Chương trình cha mẹ đồng hành ở Đà Nẵng sẽ nói về tất cả những gì liên quan tới tuổi vị thành niên, từ cái việc làm sao để hiểu được tâm lý tuổi vị thành niên, làm sao để nói về tình yêu, về giới tính, về bạn bè, về công việc, về định hướng nghề nghiệp, về thi cử, về chọn ngành trong tương lai, vân vân. Thì quý vị hãy bay tới Đà Nẵng ngày 21 tháng 4 chương trình cha mẹ đồng hành ha. Đăng ký trên trầnthiailiên.vn. Và bây giờ Liên thật quý vị nào thấy cái livestream này có giá trị, xin hãy chia sẻ lên tường nhà của mình, xin hãy tải nó xuống, xin hãy để dành nó xuống, không thì nó sẽ bị gỡ khỏi Facebook rất nhanh. Và bây giờ Liên sẽ dừng lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái livestream này. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Xin kính chào quý vị.